Chào các bác, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2019 dương lịch. Mình sẽ bắt một ít tài liệu để chuyển cho các bác. Thì kinh nghiệm bắt thì các bạn nên le nó vào góc chuồng để tránh cái việc chạy xô xát. Hoặc là các bạn bắt nhẹ nhàng từ con một, các bác túm cổ như thế này, nhấc lên nhẹ nhàng thôi. Mà đi cũng mất mỗi thùng 10 con. Khoanh ra. Đi trước. Để xuống. Đây thùng này đưa thùng này không có cái túm mà. Đưa thùng kia. Để bên lên sân trước đi. Các bạn nên túm túm cổ lắm. Nó sẽ không hại hỏng mất đôi chân. Giống đà điểu này thì Thank you.
thúm như này, thoải mái luôn. Hai. Khênh cái này ra luôn. Để đây chúng ta để ba nguyên ba thùng này. Bắt san hai thùng này ra ba thùng đấy. Đây để đây. Hai mươi con. Đến. To nhỉnh cho ăn to rồi. Nhận tại Mỹ Đình. Thông tin trên đây thì quý vị các bạn có thể theo dõi và mua con giống đà điểu cũng như con giống chim cu gáy để kết nối với đồng chí Vũ Văn Thao, địa chỉ cổng trại đà điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
có các văn phòng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và website là chimquay2.com. Dán thùng này vào đi. Cái đấy để sau thì dán cái này thôi. Chim lên tuyên quang, một đôi chim lên tuyên quang. Đây là ba chim trống về Nghệ An này. Đây là chim hộp chim, đây là chim về Hoàng Hóa, Thanh Hóa này. Thì chim thì rất là nhiều chim non, các bạn có thể mình có thể bón như này, thì còn rất nhỏ luôn. Đây là hai đôi thôi, được rồi, đi làm mọi người đi làm thì cứ để đấy. Chim giống, chim giống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video tuần này, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay để tiếp tục đón nhận những video mới nhất. Chúc các bạn một buổi sáng thật là hiệu quả trong công việc.